Hello anh em, tiếp tục quay lại anh em thanh lý một con máy nữa nha. Intel A46 nha. Intel A46 giá thị trường đang 1.6 triệu nha anh em. Đó, con này RAM 216 nha. Máy cực đẹp nha anh em. Đó. Con này là 4G nha, Android 9, màn hình 5.5 inch. RAM 216. Đó, pin 2400. Máy thì như thế này. Mình sẽ đưa cho anh em coi. Cáp cáp sạc, cáp lưng đầy đủ hết nha. Đầy đủ cáp cáp sạc đây luôn nha anh em. Đây. A46. Máy 4G, vân tay, camera cực đẹp. Giá thị trường đang 1.650. Mình thanh lý cho anh em giá 1.1 triệu nha. 1.1 triệu. Full box. 1.100.000 full box nha anh em. Anh em nào cần thì alo nhanh cho mình nha.